Chào mừng quý vị đã trở lại kênh YouTube Trung Công Gạch Chéo Đồ Gỗ Đức Hiền của chúng tôi. Kính thưa quý vị, lúc này đang là buổi chiều tối ngày mùng 10 tháng 12, 2019. Và lúc này chúng tôi đang hoàn thiện 3 bức tranh khảm bằng gỗ vụ. Một bức là dài 2m17 x cao 1m13, tức là cỡ 2. Bức tranh bách điểu khảm cực kỳ rực rỡ luôn. Và bức này thời giá hiện nay là 40 triệu một tấm giá tại xưởng. Thế còn hai bức tiếp theo ở đây là bức tùng hạc liên miên 97 x 1m97, hàng phổ thông giá tại xưởng là 22 triệu. Hôm rồi cũng có một bác mới lấy hai tấm xong, là một bức quê xưa và một bức tùng hạc mới cách đây chỉ một tuần thôi, bác trực tiếp về lấy luôn, giá tại xưởng là 22 triệu một tấm. Thì các cái sản phẩm khảm thì là làm nó rất là lâu, bởi vì nó quá nhiều công đoạn, và quan trọng nhất là khi ván là đều phải để qua một năm cho nó khô kiệt. Chính vì thế cho nên là cái việc sản xuất của đồ gỗ Đức Hiền là liên tục quanh năm và cứ bình tĩnh từ từ, không vội vàng gì cả. Và như quý vị thấy đây, hàng thì vô cùng sắc nét và tinh xảo, từng cái mỏ, từng cái lông con chim nhỏ nhất trở đi, từng cái lông nhỏ nhất mà có những con chim lớn là đến cái mắt của nó còn là một miếng khác. Quý vị thấy nó tinh xảo vô cùng. Và màu sắc nó là 7 sắc cầu vồng, chính là từ những cái nguyên liệu ốc, rồi thì khổng, rồi chai, rồi tai, xác, vân vân, rất nhiều loại nguyên liệu. Và nó hút cái màu sắc quang phổ trong cái không khí vào. Vì cái màu rất là rực rỡ đúng không ạ? Và đi đứng mỗi một góc lại màu khác nhau. Xin nhắc lại quý vị đang nhìn trên màn hình, đây là bức tranh bách điểu, tức là 100 con chim, đúng 100 con luôn. Quý vị đếm là chắc chắn là đủ đúng 100 con. Đấy, tất nhiên là trong đó thì các cái con lớn ấy, nó chừng độ 30-40, còn những cái con nhỏ thì có nhiều cái con nhỏ nữa. Bách điểu có nghĩa là 100 con chim, đấy là nghĩa đen, còn nghĩa bóng tức là bách điểu bách phúc là 100 cái điều lành, tất cả những cái điều lành tươi tốt, những cái tốt đẹp nhất là nó vào nhà mình. Còn các cụ chơi tranh bách điểu nó có ý nghĩa như vậy. Về mặt thiên nhiên thì chim hoa rất là tuyệt vời, vui vẻ. Cái này treo ở phòng khách cũng được, phòng thờ cũng được, nói chung treo bất kể nơi nào, kể cả phòng ăn, trông nó tươi vui. Thời xa xưa thì còn làm các cái đề tài như là đại chiến xích bích hay tam anh chiến lá bố, vân vân. Nhưng mà bây giờ là không, những đề tài thuộc về gươm đao là dừng hết rồi, không làm nữa. Bây giờ chỉ làm những cái đề tài vui vẻ như là vinh quy bái tổ, tứ dân, hay là tùng hạc liên miên, rồi bách điểu vân vân. Và đây là hình ảnh tôi đang đứng tại phía trước tầng 1 khu C, bên kia là khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Với cả 3 khu ABC với 2.500m2 thì đang còn hàng ngàn thứ đồ. Và riêng các cái tranh khảm này là chừng 300 tấm. Tại sao phải làm nhiều như vậy? Bởi vì là phải làm nhiều cho nó để lâu và khô kiệt đi. Vì chúng tôi có cái chính sách bảo hành là dù bao nhiêu năm, nếu mà sản phẩm bị vỡ là chúng tôi là đều, khách hàng đều mang đến để đổi một chiếc tương đương, không phải sửa. Dù bao nhiêu năm, không cứ là 1 năm hay 7 năm hay 10 năm. Còn nếu chúng tôi không có hàng, tôi sẽ hoàn lại tiền. Và tất nhiên là không bao giờ là không có hàng, bởi vì là một lúc có mấy trăm tấm trong nhà cơ. Hôm rồi bác về và công nhận, cứ tưởng là nói ước lệ thế nhưng đúng là mấy trăm tấm thật, đến mỏi tay không hết. Và xin quý liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình 0984666999, đây cái số đây. Và cái hàng chữ nho trên chính là đồ gỗ mỹ nghệ Đức Hiền, tiếng bằng chữ nho. Và số Zalo của tôi là 0967666111. Hiện nay thì ở đồ gỗ Đức Hiền đang là một tấm vinh quy bái tổ mà dài 2m7, là của bác ở Huế, bác ở Phú Bài Huế đặt. Thì dự kiến là cuối tháng âm lịch này sẽ xong phần mộc, và như vậy là đầu tháng dương lịch, đầu tháng âm lịch của tháng 12 sẽ chuyển vào trong Huế cho bác. Chắc là bác sẽ xem các clip này thì báo cáo bác luôn. Bức của bác dài 2m7 cơ, dài nhất từ trước giờ. Xin tạm biệt quý vị tại đây.